Nè. Gì vậy? Gì đâu, em có bầu mấy tháng trời, vợ chồng mình không có gần gũi được. Thấy anh buồn buồn, tội nghiệp. Nè, đi xả chết đi. Thiệt hả em? Thiệt, đi không? Không đi lấy lại à? Đi sao không đi? Ở ngoài đầu đường á, có cái quán á, đi nhanh đi rồi dậy sớm. Lâu dẫn bữa nay nó hơn mà nó sung sướng cho người. Ủa, dậy sớm nha anh. Ừ, hồi nãy anh tính ra ngoài quán đầu đường mới rồi, mà ối giời ơi, đi nửa đường anh gặp con ai em, cái anh kể cho nó nghe vậy đó. Nó thấy anh tội nghiệp, nó lấy anh có 300 ngàn à, còn 200 trong túi nè. Trời ơi trời, biết đi xả chết mà cũng hên. Trời ơi, nhỏ này nó khốn nạn. Cái gì khốn nạn em? Trời ơi, nó thấy mình tội nghiệp, nó lấy có 300 ngàn quá lời luôn chứ gì khốn nạn trời. Hồi nó có bầu, tôi có lấy thằng chồng nó cách nào đâu.